thính giả, quý vị đang nghe chương trình đài phát thanh Tin Lành Xuyên Thế Giới, được phát thanh trên làn sóng 11.550 kHz vào lúc 19:45 hàng ngày. Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Đời sống thường có đủ thứ nan đề và rắc rối. Khó khăn này đi thì lại có phiền toái khác đến. Đôi khi chúng cùng ập đến theo kiểu họa vô đơn chí. Vậy nên không lạ gì khi có người định nghĩa đời sống đơn giản chỉ là quá trình giải quyết các nan đề khó khăn. Trước thực tế như vậy, nhiều khi ta cảm thấy mệt mỏi, xoàng lòng, thậm chí sợ hãi. Tuy nhiên, đó không phải là thái độ đúng, nhất là với người tín đồ. Người đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu và đã trở nên con dân Chúa có lời hứa bảo đảm sự hiện diện và giúp sức của Ngài. Vì vậy, Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn mạnh mẽ, can đảm trong cuộc đời này, nương dựa vào sức Ngài ban. Đây là điều chúng ta sẽ được nghe trong cuộc trao đổi sau đây giữa anh Văn và anh Thân. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Bữa nay có chuyện gì mà trong anh có vẻ mệt mỏi vậy anh Văn? Chào anh Thân. Anh có biết không, cháu của tôi vừa bị xe đụng gãy xương sườn bên phải, nó đang nằm bệnh viện đó anh. Ồ, vậy sao anh? Cháu Phương á? Đúng rồi, bà nó thất nghiệp nhiều tháng nay, mới có xin việc làm trở lại đó. Chưa kịp mừng thì tai họa này lại ập đến. Đôi khi tôi thấy sao quá mệt mỏi quá anh Thân à. Cuộc sống trong đời thì có ai mà tránh được nan đề đâu anh Văn. Người